Được biết, ngày hội mốt tai nai là một hoạt động được tổ chức toàn niên với mục đích gây quỹ giúp sức các em nhỏ mất cha mẹ do tai họa giao thông, nhằm chia sẻ với những mất mát, nỗi đau mà các bé nhỏ và gia đình đang phải gồng mình chống chọi. Đồng thời kêu gọi ý thức của cộng đồng trong việc đảm bảo an ninh khi tham gia giao thông cho chính mình và mọi người. Đặc biệt, năm 2019 này, chương trình Mốt Tai Nai có 4 đại sứ là diễn viên Lan Phương, diễn viên Bình Minh, diễn viên Diễm My Chính và Hoa Khôi Dần Trăng Khuyết 2019 Bế Thị Băng cô gái bị mất một chân do tai họa giao thông. Có mặt tại buổi họp báo, diễn viên Lan Phương, một trong 4 đại sứ của chương trình, đã bày tỏ những lúng túng cực độ của mình về vấn đề an ninh giao thông hiện nay. Diễn viên Lan Phương sinh ra cô te tại buổi họp báo. Khi biến thành mẹ rồi, Phương thế hệ càng thấy mức độ khủng khiếp của tai họa giao thông như thế nào. Nếu mình bị làm sao, thì ai sẽ chăm sóc cho các con? Thế nhưng, điều Phương cảm thấy buồn nhất khi tham gia giao thông là nhiều người đùa giỡn với chính sinh mạng của mình. Phương thấy ngoài Bắc lái xe ổn hơn trong Nam. Trong Nam, Lan Phương còn dám lái xe ô tô đi làm. Còn từ ngày ra Bắc, Phương chưa từng dám lái xe ô tô của mình mà toàn để Bi lái. Lúc Bi bận thì Phương gọi taxi. Có thể mọi người nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với mình đâu. Hoặc nghĩ dễ chơi rằng mình đi ấy thì người ta sẽ tránh mình. Thế là cứ lấn làn, vượt đèn đỏ. Phương thấy có những bà mẹ chở con tay vẫn cầm điện nga, rồi những ông bố chở con đầu không đội mũ bảo hiểm. Nó quá nguy hiểm. Hôm nay có thể gamer thủ không sao, nhưng không ai nói cho gamer thủ biết tuần sau sẽ xảy ra điều gì. Phương hy vọng chương trình này góp phần giúp mọi người nhận thức đúng đắn hơn khi tham gia giao thông. Để bảo vệ chính bản thân, đừng để mình bị đau. Vì khi đó, người thân của mình sẽ bị ảnh hưởng, Lan Phương nói. Còn Hoa Hậu Dần Trăng Khuyết 2019 Bế Thị Băng lại chính là một trong những nạn nhân của tai họa giao thông. Nhiều năm trước, cô đã bị tai họa giao thông cướp đi một bên chân, khiến cuộc sống thay đổi. Khi được chọn làm đại sứ của chương trình này, Bế Thị Băng cảm thấy rất xúc động. Vì cô có điều kiện để giúp sức chính những số phận không may giống như mình. Hy vọng chương trình có thể cung cấp một phần tinh thần, một chút vật chất giúp các em nhỏ tuổi có bố mẹ là nạn nhân của tai nạn giao thông vượt qua giai đoạn gian truân trong cuộc đời. Hơn cả, tôi kỳ vọng chương trình có thể lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, tích cực. Đó là cộng đồng luôn bên cạnh họ và luôn hỗ trợ họ vơi đi phần nào mất mát, Bế Thị Băng nói. Hoa Khôi Bế Thị Băng mang đến tặng chương trình rất nhiều món đồ để đem đấu giá. Cũng hiện ra trong buổi họp báo, nữ diễn viên Đặng Minh Quốc, người đóng vai Sinh trong phim Về Nhà Đi Con, đã mang đến một món quà rất đặc biệt. Đó chính là chiếc túi da bằng do chính tay cô làm trong suốt một tuần. Được biết, sản phẩm sẽ được đem ra đấu giá trong chương diễn giả ra vào ngày 8 tháng 12 năm 2019 tại vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong đoạn chia sẻ ngắn của mình, Đặng Minh Quốc cho biết cô muốn gửi một thông điệp đến mọi người, chậm một tí mà sống, còn hơn nhanh hối đoạn mà đứt, nữ diễn viên nói. Chiếc túi da do chính tay Minh Quốc làm trong một tuần. Theo tiết lộ của ban tổ chức, ngày hội sẽ diễn ra cả ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chương trình lôi cuốn như diễu hành vì bình yên giao thông, cuộc thi chạy mốt tai nai run, hội chợ sản phẩm hồng, trình diễn giao lưu văn hóa Việt Nhật, đấu giá các sản phẩm để gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ tuổi là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ em gian truân. Cũng trong ngày hội, những món đồ cũ được ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm, các dịch vụ làm đẹp, ẩm thực sẽ được bán với mức giá chỉ từ 5.000 đồng sản phẩm trở lên, nhằm gây quỹ trao yêu thương nhận hạnh phúc.